vị cả nhà lớn lên. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn xem một cái mũi đục lục giác 17 ly hiệu MS, lục giác 17 ly dài 4 tấc dẹp nè, cái dạng cây sống này giống như là tự mài mòn này đó đó, em mình xem rất là đẹp, khách sạn mà giá thì cũng rẻ ha, sử dụng đục bê tông, đục gạch, đục tường gì cũng được, nó hơi dài theo những số bình thường, sử dụng cho những máy đục 17 ly. Đây ví dụ cho các bạn xem, gạch cho những máy như thế này, Totan, Boss, Makita, Hitachi, Ryobi, nói chung tất cả các loại đưa 17. Đây mình bỏ vô cho các bạn xem ha. Đây về lại đục thôi. Rồi mình cho thêm một cái máy khác nữa so sánh cho nó dễ. Đây máy là máy Müller dòng của Trung Quốc. Đây đó, nó là ra như vậy đó. Rồi xong ha. Rồi dài cả nhà, đây 17 dẹp dài 4 tấc. Rồi